Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán 2024 đang đến rất gần. Người dân làng hoa Tân Ba ở Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tất bật chăm sóc hoa. Ở các nhà vườn, hoa bắt đầu bung nở, không gian làng hoa duy nhất tại Bình Dương thêm rực rỡ. Đây là làng hoa có truyền thống lâu đời tại Bình Dương với diện tích khoảng 15 hecta. Ngoài việc trồng hoa dịp Tết, người dân ở đây còn trồng các loại hoa màu như đậu bắp, mướp để hoa nở đúng dịp Tết. Các nhà vườn chọn thời điểm khoảng tháng 9 đến tháng 10 âm lịch để xuống giống. Ấn tượng với những luống hoa rực rỡ, đua nhau khoe sắc dưới nắng vàng, nhiều người cũng đã diện áo mới, ghé làng hoa để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất chào năm mới. Mừng vì qua được mùa, nhưng bên cạnh đó nhiều người dân tại làng hoa Tân Ba cũng canh cánh nỗi lo khi thị trường ế ẩm, lượng khách giảm đáng kể dù Tết đã cận kề. Hơn bao giờ hết, những người trồng hoa vẫn mong mỏi chờ đợi, hy vọng thị trường những ngày còn lại sẽ khởi sắc để có một mùa Tết được ấm no, trọn vẹn.